Hello, xin chào anh em. Thì sau khi mình đăng cái video review cái bao da bàn phím có chuột nhá, còn có một cái loại bao da bàn phím mà không có cái cổng cắm chuột này đâu, chỉ có bao da bàn phím không, chỉ chơi được những cái game giả lập thôi, những cái game đơn giản mà không dùng chuột thôi. Thì khi mình đăng cái video review cái bao da có chuột này lên thì rất là nhiều anh em comment trên kênh YouTube của mình, bảo là anh ơi hướng dẫn em làm một video hướng dẫn chơi những cái game sinh tồn như là Free Fire, Rune Survival hay là PUBG Mobile. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em chơi thể loại game sinh tồn bằng cái bao da bàn phím có chuột này. Còn không có chuột thì không chơi được những cái game sinh tồn đâu. Không có chuột thì chơi được game như kiểu game Liên Quân Mobile thôi. Đó, thì trước khi giới thiệu hướng dẫn anh em cách chơi thì mình sẽ hướng dẫn anh em, nếu mà anh em nào mà không có tiền mua cái bao da bàn phím có chuột này khoảng hơn 100.000 1-200 gì đấy, thì anh em có thể mua một cái hub như thế này, hub chia cổng USB, đầu USB nhá, thì để cắm vào điện thoại đúng không, thì chúng ta phải thêm một cái cổng chuyển OTG nữa đó. Đây là cái cổng từ USB sang micro USB. Chúng ta cắm vào như này và cắm vào điện thoại đó, như thế này. Lưu ý là trong video này mình hướng dẫn anh em chơi game trên những cái dòng điện thoại mà có hỗ trợ OTG nhá. Hầu hết thì những cái điện thoại bây giờ đều hỗ trợ OTG hết rồi, như là Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi gì đấy vân vân, hầu hết đều hỗ trợ. iPhone thì lại hệ điều hành iOS thì lại OTG khác cơ. Mình sẽ hướng dẫn anh em trên Android là chính nhá. Đó, chúng ta cắm, chúng ta có một cái bộ như này nhá. Bộ này mấy chục nghìn thôi, với cả cái OTG này khoảng 5-6 nghìn gì đấy. Rồi, và tất nhiên là một con chuột. Đấy, chuột game thủ. Cũng đầu USB nhá. Đó. Và một cái bàn phím cũng đầu USB thế thôi. Như vậy là chúng ta có đủ bộ rồi. Bàn phím, chuột. Đó. Và chúng ta sẽ cắm bàn phím và chuột vào đây, xong rồi đầu còn lại thì cắm vào điện thoại và chơi thôi. Đó, thì chơi cũng y hệt như này. Thì ưu điểm là gì, anh em nhìn luôn là nó rất là nhỏ gọn, có thể gập lại này. Đó, gập lại và mang đi thoải mái. Rồi, còn bây giờ chơi như nào mình sẽ hướng dẫn nhé. Đầu tiên thì vào CH Play này. Đó, chúng ta sẽ tải cái phần mềm Octopus, search chữ Octopus này và cài đặt. Sau khi cài đặt xong phần mềm này, bạn mở lên, bỏ qua quảng cáo rồi nhé. Rồi, đây là hai game mình đã cài trên cái phần mềm này. Anh em có thể add thêm game ở đây, PUBG này. Đó, add thêm vào đây. Rồi, trước khi chúng ta chơi thì các bạn phải active. Đây, ấn vào Mi nhé và ấn vào Advanced Mode. Đó, ở đây mình đã active rồi. Active cái Octopus này. Thì cách active như nào? Thì có hai cách active. Nếu mà máy của bạn đã rốt đây thì các bạn chỉ việc ấn active thôi thì sẽ được. Còn nếu mà máy nào mà chưa rốt thì thường anh em sẽ ít khi rốt máy đúng không? Nếu mà ai chưa biết cách rốt máy ấy, thì ví dụ mình đang dùng con Samsung Z7 này, Samsung Z7 Pro này, thì anh em search là cách rốt máy Samsung Z7 Pro. Đấy, search Google đấy rồi làm theo hướng dẫn để rốt máy thôi. Nhưng mà nó khá là phức tạp, nếu mà anh em nào mà ít tìm hiểu, ít vọc vạch về máy thì chúng ta sẽ làm cách hai là dành cho những máy nào không rốt thì chúng ta phải cần một cái máy tính. Thì cách làm như nào? Các bạn sẽ cài đặt cái phần mềm này trên máy tính và thao tác một vài bước cơ bản khoảng tầm 30 giây thế là được thôi, rất là dễ. Đó, thì cách hướng dẫn cài đặt trên máy tính nhá, chi tiết mình sẽ để ở dưới video này nhá. Đó, cho anh em nào mà muốn cài đặt, muốn active cái này bằng máy tính, nó có hai cách. Và mục đích active cái này điểm gì thì mình sẽ nói sau. Đó, sau khi active xong nhá, thì các bạn vào game, ví dụ bây giờ mình sẽ chơi Free Fire đi. Tắt quảng cáo này. Rồi, chúng ta sẽ cắm cái cổng micro USB này vào nhá. Đó, sau khi cắm vào thì các bạn nhìn trên màn hình đây. Các bạn thấy không? Khi chúng ta cài phần mềm Octopus này này thì mặc định những cái phím này, tất cả những cái phím này, M này, Tab, Nhã này, X4, H1 hay gì đấy,
Đó, đã được cài đặt sẵn rồi, mặc định sẵn rồi, đúng vị trí luôn rồi. Thì anh em có thể chơi luôn. Đó, đây, chúng ta sẽ di chuột như này. Đó, di chuột như này. Xoay người như này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào nhá, chơi thử cho anh em xem. Game nào cũng chiến được nhá, Free Fire, Rune Survival hay là PUBG Mobile. Thì những cái game sinh tồn nào ấy cũng chiến được bằng bộ bàn phím chuột này, như trên máy tính luôn. Quá tiện. Đó, đi đây. Giờ mình sẽ để này. W và đi này. Đó. Mình sẽ zoom lại tí. Rồi. Đây. W đi. Rồi, bây giờ mình sẽ nói là tại sao chúng ta phải cần active nhá. Đây. Thì nếu các bạn không active thì nó sẽ vẫn hiện cái con chuột như này. Đấy, chúng ta vẫn phải di chuột như này. Cực kỳ là bất tiện đúng không? Đợi chút để nó vào map á. Đây, chúng ta mà không active thì nó vẫn hiện hình cái chuột này này. Đấy, xong rồi chúng ta muốn quay hướng này, muốn di chuyển hướng này, thì lại phải ấn cái chuột trái này này. Đấy, ấn xong rồi phải xoay này, đó, bắn. Thế thì bắn sẽ rất là khó luôn. Đúng không? Bắn cực kỳ khó. Tại vì mỗi lần bắn thì chúng ta lại phải ấn chuột. Ấn cái nút chuột này, để chúng ta xoay. Xoay đúng vào đối thủ thì mới bắn được, đây. Đấy. Bình thường trên máy tính ấy, thì anh em chỉ cần di chuột như này này. Thì là người bắt đầu xoay rồi đúng không? Có người. Chạy ạ, đây. Đấy, bây giờ play thì chúng ta lại phải ấn chuột, ấn vào màn hình, nó bắt đầu xoay, ấn cách cái nhảy này. Đấy. Nói chung là những cái phím này họ gắn sẵn rồi. Anh em cài phần mềm Octopus lên thì những cái phím này họ cài đặt sẵn rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ chơi được luôn, không cần phải mát phím gì nữa. Đấy, rồi, mình phải nấp vào chỗ này cho nó kín kín. Rồi, bây giờ mình muốn xoay người như nào khi chúng ta di chuyển chuột như này. Đấy, thì phải chúng ta phải ẩn cái con chuột này đi không? Ẩn chuột đi thì chúng ta phải active như lúc đầu mình nói ấy. Đó, active. Bây giờ mình sẽ vào cái phần này. Đây, vào cái xanh xanh ở trên đầu này. Đó, các bạn sẽ vào cái bánh răng này này. Đây, ở trong cái bánh răng này. Trong cái bánh răng này thì ở đây có cái button opacity này. Là giảm cái độ mờ của những cái nút này. Đấy, các bạn thuộc hết rồi thì chúng ta giảm hết cỡ đi. Còn ai chưa thuộc thì cho nó hiện lên một chút. Đó. Cái speed này thì để tăng tốc độ chuột nhá, cho nó nhạy. Đó, đây. Thì lúc đầu cái small shortcut này là cái mouse 2. Nó như này. Bây giờ mình đặt như này là chữ P. Đó. Rồi, ẩn đi. Rồi, ấn tích vào đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ ấn chữ P nhá. Zoom lại nhá. Đó, bây giờ mình sẽ ấn chữ P này. Đấy, sau khi mình ấn chữ P này, con chuột sẽ mất đi. Và bây giờ các bạn thao tác rất là dễ dàng luôn. Đây, xoay thoải mái luôn. Đó, đây, không cần ấn phím ở trên con chuột này nhá. Không cần ấn chuột trái này. Các bạn chỉ cần xoay chuột này. Đấy, xoay đủ mọi hướng. Đi rất là thoải mái. Đây, chỗ này đang có nước. Ấn P này để nó hiện con chuột. Đấy, để chúng ta chỉnh. Để mình chỉnh cái độ nhạy của chuột này, nó giảm đi. Chơi cho nó dễ. Đó, thì ấn P này. Rồi, đấy, các bạn thấy không? Xoay rất dễ dàng luôn. Đấm này. Đó. Rồi, đi nhặt súng nhá. Đó, bắn thì y hệt trên máy tính thôi. Nghe tiếng đạn. Cách là nhảy này, ấn tab thì sẽ hiện ba lô này. C là ngồi này. Đó. Z là nằm này. Đó. Chạy là dấu ngã này. Đó, thế thôi. Nhặt là HGF này. Đây, HGF. Đó.
Nói chung là những cái phím cơ bản thì khi các bạn cài Octopus lên thì họ đã cài đặt sẵn rồi. Thế bây giờ chưa cài đặt thì như nào, hoặc là anh em muốn set vị trí nút thì như nào? Thì đầu tiên anh em ấn P này để nó hiện con chuột lên này, đó. Nếu mà các bạn chưa active cái Octopus đấy thì nó cứ hiện con chuột này mãi này. Chúng ta không ẩn được con chuột này đi thì bắn sẽ rất là khó. Tại vì nhá, mỗi lần chúng ta xoay người này, đấy, chúng ta phải xoay bụi. Đang hướng dẫn thì loại bắn. Đây, mỗi lần xoay người này. Xoay người này, đó. Thì lại phải phải ấn chuột xong lại di chuyển để đúng vào đối thủ thì mới bắn được. Rất là bất tiện. Và bình thường nếu mà ẩn chuột đi thì chúng ta chỉ cần xoay chuột thôi thì người đã bắt đầu xoay rồi. Nghe tiếng bước chân. Té. Nó đang bắn. Mình đang hướng dẫn mà bắn cái gì. Rồi chúng ta sẽ ấn vào đây này. Ấn vào dấu cộng này này. Và ấn vào key nhá. Đó, key đây. Thì nó sẽ hiện một cái nút ở đây. Đó, anh em có thể di chuyển nút đến vị trí mà anh em cần. Ví dụ chỗ này là bắn đúng không? Thì di chuyển đến cái chỗ bắn này. Đó, xong ấn một nút bất kỳ. Ấn nút Y chẳng hạn. Đấy, thế là ấn tích vào đây. Thì bây giờ ấn Y sẽ là đấm. Đó, anh em thấy chưa? Đấy. Ấn Y sẽ là đấm. Đó, cách cài đặt nút rất là dễ thôi. Rồi, ở đây xem còn mấy cái chức năng gì không. Compact, Size, Fast. Thì những cái này thì cũng thế, những cái nút điều hướng này, những cái chỉnh lên xuống trái phải này, chỉnh bắn hay chỉnh gì đấy. Đấy, reset nếu mà anh em đặt nhầm hay đã muốn trở lại, nhờ trở lại như lúc đầu, cái ok để reset thì các phím nó sẽ về như lúc đầu. Đó, rất là đơn giản luôn. Ấn P đi. Ô, anh ơi, em đang hướng dẫn. Quên mất vừa lại reset để cài đặt lại cái nút. Đây. Chưa. Nó chạy theo, nó chạy theo. Có cái đồ gì đâu mà bắn. Rồi. Ok. Tầng hâm này. Khổ nhờ. Đây này, nó này. Mình có đồ gì đâu mà bắn, trời ơi. Đừng bắn em. Nó chạy rồi, rồi. Ta sẽ ấn vào đây này. Ấn lại vào đây, ấn lại chỗ file 2 này thành P hay là gì đấy tùy anh em. Rồi, tích vào đây, ấn P này. Đó, bây giờ di chuyển. Rồi, này, di chuyển, xoay tít tò lò luôn. Đó, rất là tiện, đó. Ui, nó vẫn đứng kia. Đây, này, nó dài thế. Rồi, mày lên giết tao đi, tao hướng dẫn xong rồi mà. Rồi, đó là, thôi anh, đừng. Đừng, thôi, tạm biệt anh em nhá, mình chết rồi. Nó đuổi cùng giết tận. Té. Đấy, anh em thấy không, di chuyển bằng chuột bàn phím này rất là dễ luôn. Đó, nếu mà chơi Survival hay là PUBG Mobile thì cũng như thế thôi. Nhưng mà PUBG Mobile thì mình có nghe được vài thông tin là dễ bị ban nước cao. Ui. Ôi, tôi. Ô tô à? Hay hòm tính đấy. Hòm tính. Hòm tính anh em ạ. Mày chết với tao. Đấy. Nhặt đồ á. Đấy. Rồi. Đó đâu rồi. Kìa rồi. Ôi. Xíp bằng ngắm. Rồi xíp. Đang quay qua hai màn hình chơi khó ấy. Đùa với tao này, R nạp đạn. Thấy chưa? Đùa. Làm sao mà bắn được bàn phím với cả chuột. Người chơi này thì hơi ăn gian một tí. Rồi. Thì đó là cách chơi bằng bàn phím và chuột. Anh em, bây giờ anh em cài đặt đi. Thì có thắc mắc gì thì comment ở kênh YouTube mình sẽ giải đáp, hướng dẫn anh em chi tiết. Nếu mà ai mà không có tiền mua cái bộ bao da bàn phím này, chỉ 200.000 thôi mà.
mà có sẵn bàn phím cần chuột ở nhà rồi. Thì chỉ cần mua cái cổng hub chia USB với cả cái đầu OTG thôi. Bác gì mua bạn cái thôi, có lẽ mình không hướng dẫn thì video sẽ hơi dài và miên man. Cũng cài đặt những cái phím như thế, cũng ẩn chuột như thế, thao tác cũng như vậy. Rồi, ở trong video sau anh em nào muốn mình hướng dẫn cách chơi game Liên Quân bằng cái tay cầm này, một trong hai tay cầm này, chơi qua Bluetooth thì comment ở dưới này nhá. Thì mình sẽ làm chơi Liên Quân thì cũng dùng phần mềm Octopus, thì chúng ta sẽ cũng di chuyển bằng cái phím này và chúng ta sẽ xoay chiêu bằng cái pad này, controller này, để xoay chiêu. Trước đây thì anh em không xoay được chiêu trong Liên Quân, những cái tướng mà bắn dùng những chiêu xoay đúng không? Thì bây giờ có thể cài đặt được, có thể xoay chiêu bằng phím này được. Rất là tiện luôn. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Đó. Rồi, như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn anh em cách chơi những cái game sinh tồn bằng chuột và bàn phím. Bao ra bàn phím hoặc là chuột bàn phím riêng. Như mình đã giới thiệu, link mua cái bao da bàn phím này mình sẽ để dưới video này nhé. Anh em cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất, những cái hướng dẫn khác, những hướng dẫn mới nhất trong kênh YouTube của mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.